Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin "Đảng viên lần thuốc đạo đức cách mạng". Ngày 31 tháng 7, FA tiếng Việt có bài "Lấy đạo đức, lối sống làm thước đo đánh giá cán bộ phi thực tế". Theo đó, khi phản hồi về việc cán bộ vừa giữ chức vụ mới, thì lại phát hiện sai phạm, Bộ Nội vụ nhấn mạnh cần lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ làm thước đo đánh giá. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời cựu trung tá Vũ Minh Trí từ Hà Nội cho biết, người ta chỉ nhìn thấy từng cán bộ sai phạm và những sai phạm cụ thể của cán bộ đó, cho nên những quy định hay kế hoạch, phương án tiêu chuẩn đánh giá mà Bộ Nội vụ hay một cơ quan nào khác đưa ra để xử lý cán bộ thì đều không có tác dụng thực tế. Tôi thấy xử lý như vậy là không nghiêm. Ví dụ trường hợp Đinh La Thăng, rõ ràng khi phát hiện vi phạm lại điều từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội giữ chức phó ban kinh tế trung ương rồi sau đấy mới bắt bỏ tù. Tôi thấy như vậy, pháp luật không nghiêm, trong khi Việt Nam tuyên truyền mọi công dân bình đẳng trước pháp luật và xử lý không có vùng cấm, nhưng rõ ràng ở đây đã có sự thiên vị. Ông Trí nói thêm, ông rất muốn biết những chủ tịch nước như Nguyễn Xuân Phúc hay Võ Văn Thưởng vừa mới lên xong đã bị kỷ luật đến mức vi phạm phải cho nghỉ hay một loại trường hợp khác như đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội hay những ủy viên bộ chính trị bị cho nghĩ đã vi phạm gì theo ông trí với những trường hợp xử lý mập mờ để được hạ cánh an toàn thì rõ ràng pháp luật đã bị chà đạp ông nguyễn xuân phúc người đã từ chức chủ tịch nước afa cho biết tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong khi báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trước quốc hội từng cho biết rằng đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ các cấp, các ngành nhằm phòng ngừa tham nhũng cho hơn 45.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức. AFA dẫn lời ông Trần Anh Quân từ Sài Gòn cho biết, những quy định về đạo đức đảng viên này được đặt ra là để người dân nhìn vào thì thấy đảng cũng cố gắng chống tiêu cực, nhưng thực tế đó là mỹ dân. Ngoài ra thì cũng là một cách để chiêu dụ người trẻ, người thiếu hiểu biết, thiếu trải nghiệm kết nạp vào đảng Cộng sản. Chứ người từng trải, thậm chí đảng viên lâu năm, chẳng ai tin vào cái gọi là đạo đức cách mạng này. Thực ra thì những quy định này không mới và đã được các lãnh đạo Cộng sản thường xuyên nói đi nói lại từ thời ông Hồ Chí Minh tới giờ. Dù nói đi nói lại thường xuyên và ra quy định rõ ràng như vậy, mà mỗi năm vẫn có hàng chục ngàn đảng viên vi phạm điều lệ đảng, vi phạm pháp luật. Ví dụ năm 2023, có hơn 24.000 đảng viên bị kỷ luật, gần 10.000 đảng viên bị khởi tố do tham nhũng, thì rõ ràng là đảng viên họ chẳng hề coi những quy định này ra gì. Ông Võ Văn Thưởng cũng đã từ chức chủ tịch nước. AFA dẫn nhận xét của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho rằng, việc luân chuyển cán bộ thường xuyên không giúp làm giảm tham nhũng, mà ngược lại nó có thể sẽ khiến tăng mạnh tình trạng tham nhũng. Ông lý giải như sau. Đó là vì một cán bộ muốn vào được một cái ghế, anh ta phải bỏ tiền ra lo lót để được ngồi vào cái ghế đó. Khi ngồi vào đó rồi, anh ta sẽ tìm cách thu hồi vốn qua các hoạt động tham nhũng. Khi có chính sách từ cấp trên muốn luân chuyển, anh ta sẽ tìm cách đút lót cấp trên để khỏi luân chuyển hoặc luân chuyển sang các vị trí tương tự nhằm giữ được thu nhập. Cuối cùng thì chính sách này chỉ làm giàu cho những cấp trên những người tổ chức cán bộ vốn đưa ra quyết định về việc luân chuyển cán bộ. Tiến sĩ Vũ nhận định, trong cơ chế chính trị độc đoán như hiện nay, những người cầm quyền lo ngại chế độ sẽ bị lung lay dẫn đến sụp đổ. Vì vậy, họ cứ lây hoay đưa ra những chính sách nhằm khoe mẻ và mị dân, nhưng thực chất nó chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đảng viên lần thuốc đạo đức cách mạng. Bộ Chính trị sắp họp chuẩn bị Hội nghị Trung ương bất thường bầu tổng bí thư. Ngày 31 tháng 7, một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo chấm biết, sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Ấn Độ từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 trở về, Bộ Chính trị sẽ họp dự kiến ngày 2 tháng 8 để sắp xếp nhân sự có thể hai Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà phải nghỉ và để chuẩn bị hội nghị bất thường ban chấp hành Trung ương đảng. Bầu tân tổng bí thư sắp sửa diễn ra trong tháng 8 này. Có tin nói là ngày 10 tháng 8, nhưng tin này chưa được kiểm chứng, thay vì phải chờ đến hội nghị lần thứ 10, ban chấp hành Trung ương đảng, tức hội nghị Trung ương 10, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay. Hai đối thủ hàng đầu trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư. Nguồn tin nội bộ cũng cho thời báo chấm đề biết, thế lực Tô Lâm hiện rất mạnh và khả năng thắng rất cao trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư với Phạm Minh Chính hơn nữa tô lâm còn âm mưu nhất thể hóa chủ tịch nước và tổng bí thư giống như trung quốc nếu thành công tô lâm sẽ giữ hai chức vụ song song tổng bí thư và chủ tịch nước giống như tập cận bình nguồn tin nội bộ nhấn mạnh tô lâm bằng mọi giá phải chiếm ghế tổng bí thư thậm chí đốt cháy cả dãy trường sơn huống hồ chi đốt cháy đối thủ phạm minh chính đúng theo nghĩa đen nhất của nó không rõ ông chính có hiểu sự nguy hiểm của mình trong lúc này hay không Tất cả là do cơn khát quyền lực của Tô Lâm mà ra. Cuộc đua giành giật chức tổng bí thư không có Trần Thanh Mẫn hay bất kỳ ai khác mà chỉ là giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Tô Lâm và phe nhóm Hưng Yên của ông đã và đang tiếp tục ráo riết làm ba việc như sau. Thứ nhất, săn lùng những người còn lại trong công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để bới lông tìm vết Phạm Minh Chính. Thứ hai, loại bỏ các đồng chí có ý muốn cạnh tranh hoặc có tiềm năng cạnh tranh chiếm ghế tổng bí thư. Tô Lâm đã cho quân vào Cần Thơ điều tra các dự án từ 10, 15, 20 năm trước đây dưới thời bí thư Trần Thanh Mẫn. Thứ ba, với các hộ sơ đen nắm trong tay, Tô Lâm ép các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương từ 180 ủy viên ban đầu hiện chỉ còn 156 đồng chí có quyền bỏ phiếu bầu tổng bí thư để đạt được tham vọng lên tổng bí thư của mình. Và đây là hình bạo chúa sẽ lên ngôi. Thậm chí trước đây Tô Lâm đã từng thành công đạt được ý đồ của mình khi ép các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí Thư. Điển hình nhất là vụ đưa đệ ruột Lương Tam Quang lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đất nước Việt Nam sắp bắt đầu một thời kỳ mới từ độc tài đảng trị chuyển thành độc tài cá nhân khi bạo chúa lên ngôi nắm cả hai chức vụ là Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước liên quan đến việc Tô Lâm muốn tìm ra người trung gian cầm tiền hối lộ của bà Nhàn đưa cho ông Chính ngày 29 tháng 7. Thời báo chấm D đã đưa tin Tô Lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bà Nhàn từ Đức đưa về nước. Bởi lẽ, theo nguồn tin nội bộ cung cấp, dù đã cho bắt rất nhiều nhân viên AIC, kể cả cho quân sang tận Dubai, bắt kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn của AIC, nhưng Tô Lâm hoàn toàn không tìm được bằng chứng nào cũng như không tìm được người trung gian kia. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7, Thời báo chấm đã loan, bí thư Nguyễn Xuân Ký, tỉnh Quảng Ninh, có khả năng bị bắt. Theo đó, ông Ký đã bị Bộ Công an triệu tập về Hà Nội để thẩm vấn. Ông Nguyễn Xuân Ký là đàn em của ông Phạm Minh Chính, được ông Chính nâng đỡ, dần dần leo lên đến chức bí thư tỉnh ủy, kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ông Ký cũng từng một thời là tay hòm chìa khóa của Phạm Minh Chính, khi ông còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, vì vậy việc thẩm vấn và đe dọa bắt giữ ông ký cũng nhằm gây áp lực lên ông chính, buộc ông chính phải từ bỏ cuộc đua. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin, Bộ Chính trị sắp họp, chuẩn bị hội nghị trung ương bất thường bầu tổng bí thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.